Ok, xin chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình làm cái video về cái challenge kỷ niệm 2 năm của Clash Royale. Thoáng cái đã trôi qua 2 năm rồi. Ở đây thì Supercell tặng cho những người chơi mỗi người một cái Magical Chest và một cái Grand Chest. Không biết được cái gì không. Một thẻ Legendary. Không biết là thẻ gì. Quá vui. Đây là thẻ mới ra luôn, Magic Archer. Thẻ Legend mới ra. Mình được sở hữu cái thẻ này. Magic Archer. Đây cái phần bật dương là cái phần phụ nhé, phần phụ họa này. Và phần chính thì mình sẽ review lại cho các bạn xem những cái trận đấu mà mình đánh ở trong cái challenge kỷ niệm 2 năm của Clash Royale. Rồi, đây. À quên quên. Đấy, các bạn có thể thấy là mình đánh đúng một lần thôi và thắng luôn. Bạn nào muốn có deck của cái challenge của cái phần đầu tiên, nghĩa là phần Ritual Royale ấy, thì có thể tham khảo cái deck này của mình. Chỉ review những cái trận đấu gọi là nổi bật thôi. Đấy, ở cái phần thứ hai thì mình đã thua 2 trận, nhưng mà rất may mắn là mình đã thắng được qua 6 trận. Bây giờ nó loạn hết nên mình chả biết là xem trận nào nữa. Có lẽ là mình sẽ review với các bạn cái trận ở trong cái Retro Royal và cái trận cuối cùng của cái Modern Royal trong cái Anniversary Challenge. Thì với cái deck này lúc đầu mình chưa biết đối thủ ra gì nên là mình bị động phòng ngự, với lại cái mạng mình lúc đấy nó cũng lag nữa, nên là mạng lúc mới vào trận nó lag, nên là mình thả có hơi muộn, thả có hơi chậm. Mặc dù là mình đã đánh vào đêm để cho mạng là tốt. Đấy. Mình đang thiệt máu so với đối thủ nhưng mà đã hơn được Ellie. Con nai của kẻ địch thả ra thì đã bị mình thì BK của mình thịt luôn. Và đây mình biết là đối thủ đang có Grim, mình không thả cái ít đâu để tấn công. Và đối nó chọc rất là đau. Và cũng khá bất lợi cho mình khi mình chỉ có giáp để phòng ngự cái giáp để mình thiếu em đi.
nhưng mà đổi lại thì mình đã ăn được một trụ. Bây giờ thì mình đã bầu hót sang đợt thì cũng không thấm lắm, một hít thôi, à chưa được một hít. Đối thủ thì mang cả giáp lẫn arrow à, chắc là sợ mấy cái deck mấy cái deck mà dựng giáp thôi. Green barrel của địch sang giờ cũng khá thế, nhưng mà phải cái giáp của mình nó ấy, nhưng mà mình chưa sập, chưa đủ để nhanh sập thành của mình. Đó, dù rất là nỗ lực nhưng mà không thể ăn được cái thành bên trái của mình. Trận đấu kết thúc. Mình có những trận thua trong cái Modern Royal, có những cái trận thua trong Modern Royal, nhưng mà mình không không làm hỏng cái Modern Royal, mình chỉ cần đánh một lần thôi đấy. Mình sẽ review cái trận mình cảm thấy là căng thẳng nhất cho các bạn xem. Đây, đó là trận cuối cùng. Ở đây thì bất lợi cho mình bởi vì cái team của địch có gió, có Magic Archer, thì con Magic Archer nó bắn rất là xa, nó bắn vừa xa, nếu mà để nó bắn lâu nữa thì rất rất thốn nữa. Và nó có và địch dùng cả gió để gom quân của mình ở một chỗ, rồi dùng Magic Archer bắn. Mình đánh hai trận thì anh đánh sáu, anh đánh cái trận này thì mình thấy mọi người hay sử dụng cái lốc, thẻ bài lốc này, thẻ bài Tornado để thu quân của đối thủ vào chỗ, rồi dùng Magic Archer bắn xuyên. Nó rất là thốn với những cái con mini tank. Đó, quân của mình thì hầu hết máu là máu dưới 1.500. Có lẽ mình sẽ thua nhanh trận này hơn bởi vì máu mình hết dung lượng. Các bạn có thể dừng hình lại để xem mà mình sau hết dư lượng mình phải áp được phải làm vậy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.